Bỏ năm thói quen này nếu như không muốn đoạn thọ. Ngày nay tuổi thọ trung bình của chúng ta càng ngày càng ngắn bởi vì thói quen sinh hoạt cũng như là môi trường sống. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng là bỏ năm thói quen này nha, để giúp cho mình có được một sức khỏe tốt hơn. Thứ nhất là thói quen ăn đêm khiến cho dạ dày của mình không được nghỉ ngơi, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ tiêu hóa. Thứ hai là thói quen thức khuya sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi và suy giảm hệ miễn dịch, từ đó sẽ kích thích cho những tế bào ác tính phát triển, đặc biệt là ở trong gan nha. Chúng ta có thể thay đổi thói quen bằng cách là ngủ sớm và dậy sớm nhé. Thứ ba là thói quen xem TV và điện thoại trước khi đi ngủ. Tia sáng xanh của các thiết bị điện tử là một trong những nguyên nhân gia tăng khả năng ung thư vú và tuyến tiền liệt. Thứ tư là thói quen đặt điện thoại gần cơ thể khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nha. Bởi vì từ trường tần số thấp sẽ làm gia tăng khả năng mắc các bệnh liên quan đến mô bạch huyết và tuyến giáp. Và cuối cùng đó chính là thói quen hút thuốc lá chủ động hoặc là bị động sẽ gia tăng khả năng bị ung thư phổi nha. Các bạn ơi, đã gọi là thói quen rồi thì chúng ta sẽ rất là khó bỏ. Tuy nhiên hãy vì sức khỏe của mình và sức khỏe của những người xung quanh, chúng ta hãy cố gắng là từ bỏ những thói quen này nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà tránh nhé. Cẩm nương, cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.